Xin chào, mình là Hoàng Thị Phương Anh. Mình hiện là giám đốc kinh doanh của AAA Exchange Hạ Long 2. Mình gia nhập Exchange vào ngày 24 tháng 6 năm 2022. Và tính đến điểm hiện tại thì là mình đã có 17 tháng kinh doanh tại Exchange. Những thành tích ấn tượng của chị Hoàng Thị Phương Anh tại AAA Việt Nam trong những năm qua. Gia nhập ngày 24 tháng 6 năm 2022, chỉ sau 18 tháng hoạt động tại Exchange, doanh số đạt 20,6 tỷ FYP, đạt 280% mục tiêu đề ra. Cán mốc doanh số 1 tỷ FYP vào tháng 6 năm 2023, cán mốc doanh số 4 tỷ FYP vào tháng 12 năm 2023, tốc độ tăng trưởng trong 6 tháng là 400%. Top 1 giám đốc kinh doanh tuyển dụng tốt nhất kênh Exchange toàn quốc quý 4 năm 2023, top 1 giám đốc kinh doanh có doanh số cao nhất trên kênh Exchange toàn quốc tháng 11 năm 2023, top 1 giám đốc kinh doanh có doanh số cao nhất Exchange North quý 4 năm 2023, thành lập 2 câu lạc bộ Vitality với số lượng thành viên đông đảo, lần lượt là câu lạc bộ bóng đá Nam Hạ Long và câu lạc bộ Dancing Hạ Long. Khi mà Phương Anh bắt đầu gia nhập vào Exchange thì trước đó Phương Anh đã có 12 năm kinh nghiệm làm trong ngành tài chính ngân hàng. Vào cái giai đoạn mới gia nhập được vài tháng, Phương Anh gặp rất là nhiều những cái lắc đầu từ phía ứng viên cũng như là từ phía khách hàng. Thì Phương Anh luôn luôn kiên định với một cái mong muốn được theo nghề một cách lâu dài, thì Phương Anh đã tìm rất là nhiều cách, đủ mọi cách để làm thay đổi định kiến của ứng viên, của khách hàng về bảo hiểm nhân thọ. Khi mà gia nhập với lại Exchange thì giai đoạn đầu thì số lượng manpower của Phương Anh chỉ là 10 người. Giai đoạn đó thì hàng ngày, hàng giờ Phương Anh không ngừng là cố gắng miệt mài cũng như là chia sẻ, gặp gỡ. Phương Anh luôn luôn giữ cho mình một cái tinh thần rất là lạc quan. Trong đầu Phương Anh lúc nào cũng nghĩ rằng mình có thể vượt qua và mình có thể làm tốt. Hai bạn, ba bạn không đủ thì mình sẽ gấp đôi cái số đó lên, tìm mọi cách để phân tích, tìm hiểu và đưa ra những cái phương án cụ thể để làm sao có thể tìm được cái gật đầu, xây dựng được cái đội ngũ với cái manpower lên đến hơn 200 người như hiện tại. AAA có một hệ sinh thái rất là tốt. Cái môi trường làm việc ở tại Exchange rất là chuyên nghiệp, cũng như là những cái con người, những cái chuyên viên, các bạn rất là trẻ trung và năng động. Bên cạnh đó, chế độ thu nhập rất là hấp dẫn từ mô hình Exchange, cũng như là một lộ trình thăng tiến rất là rõ ràng. Đó là một trong những cái công cụ giúp cho Phương Anh có thể thu hút được ứng viên đến với mình, đến với Exchange. Ngoài ra đối với khách hàng thì AAA Exchange có một phong cách phục vụ rất là khác biệt, thì đó cũng là một cái công cụ rất tốt. Đó là những cái chương trình workshop chất lượng 5 sao. Rất là nhiều khách hàng khi đến với lại Exchange, đến với Phương Anh thì họ cảm thấy rất là ngạc nhiên. Thì có thể thấy rằng là ở AAA có một hệ sinh thái khác biệt cho khách hàng, và đó là một trong những cái công cụ rất tốt để Phương Anh có thể tiếp cận được khách hàng. Cá nhân Phương Anh nghĩ rằng sống khỏe là phải dựa vào hai yếu tố. Thứ nhất là khỏe về thể lực và thứ hai là khỏe về trí lực. Đối với cá nhân Phương Anh thì Phương Anh luôn luôn duy trì cái thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày, giúp cho Phương Anh có thể cân bằng được vóc dáng cũng như là cân bằng được cuộc sống cũng như là về công việc. Còn đối với lại toàn ban của Phương Anh thì Phương Anh có thành lập 2 câu lạc bộ bóng đá và câu lạc bộ dancing dành cho các bạn. Câu lạc bộ sẽ hoạt động thường xuyên hàng tuần, thì mang đến cho các bạn một nguồn năng lực rất là tích cực, mang đến cái sự gắn kết về đội ngũ của Phương Anh. Còn về trí lực thì Phương Anh luôn luôn tập trung rèn luyện cho đội ngũ của mình, bồi dưỡng thêm cho các bạn về kiến thức, về kỹ năng để các bạn có thể đủ tự tin khi gặp gỡ khách hàng để chia sẻ giải pháp dành cho khách hàng. Phương Anh có một câu lạc bộ dành cho các bạn cấp quản lý mới, trực tiếp Phương Anh sẽ là người đứng để chia sẻ, để đào tạo cho các bạn có những cái kỹ năng để có thể giúp cho các bạn đi xa hơn trong ngành bảo hiểm nhân thọ. Còn đối với lại các bạn chuyên viên mới gia nhập thì Phương Anh có một câu lạc bộ Rocky dành cho các bạn mà từ 3 tháng trở xuống. Với câu lạc bộ này thì thường xuyên có cái sự chia sẻ của những người thành công, những cái tấm gương đi trước, những MDRT để chia sẻ với các bạn chuyên viên, giúp cho các bạn có thể là đủ tự tin, đủ kiến thức để có thể là tiếp cận với lại khách hàng, tự tìm bước trên con đường phía trước. Đó là cái cách mà Phương Anh duy trì để có một cái tinh thần vitality trong đội ngũ của mình. Phương Anh luôn luôn tin vào cái lựa chọn của mình, luôn luôn tin vào việc mình làm và luôn luôn tin vào con đường mà mình đã lựa chọn. Và thêm vào nữa, khi mà gia nhập vào Exchange, có một câu mà Phương Anh rất là tâm đắc, đó là làm đúng việc, theo đúng cách, theo với những con người cụ thể thì thành công sẽ là đến. Tại Exchange á, thì nói riêng cũng như là ngành bảo hiểm nhân thọ nói chung, thì thành công có thể chuyển giao một cách rất là đầy đủ. Bạn chỉ cần làm đúng công việc mà đã được hướng dẫn với cái đúng khả năng của mình thì thành công sẽ đến với bạn. Cá nhân của Phương Anh ấy, thì mình luôn tự hào rằng mình được làm việc trong một cái mô hình bảo hiểm. Khi mà bước ra khỏi vùng an toàn và đến một con đường hoàn toàn mới thì Phương Anh luôn luôn tâm niệm rằng con đường đó có thể là mới với Phương Anh, nhưng mà con đường đó 8 năm về trước đã được các anh chị đi trước đã chặt cây, đổ đất, làm đường
Và rất là nhiều anh chị đã thành công trên con đường đó. Và Phương Anh là cái thế hệ hậu duệ đi sau. Phương Anh chỉ việc là làm đúng việc theo đúng cái cách mà các anh chị đã làm và đi trên con đường đó thì Phương Anh sẽ thành công. Và đó là một cái điều mà khiến cho Phương Anh rất là tự tin khi mà mình gia nhập với lại mô hình Exchange. Cái niềm tin đó đã giúp cho Phương Anh có những thành công ngày hôm nay. Tiên đã đồng hành cùng với chị Phương Anh được tổng cộng là 9 năm rồi. Trước đó thì hai chị em đã đồng hành với nhau ở ngành tài chính ngân hàng được gần 8 năm. Và sau đó thì hai chị em lại tiếp tục đồng hành cùng với nhau tại AA Exchange. Đầu tiên chị Phương Anh đặt vấn đề đó là tháng 5 năm 2022 thì có mời Tiên sang AA làm trưởng phòng kinh doanh. Tuy nhiên là thời điểm đó thì Tiên chưa đồng ý. Mình cũng chưa thực sự là có thể vượt được ra vùng an toàn của mình để chọn hoàn toàn một cái ngành nghề khác. Tuy nhiên là chị Phương Anh đã không bỏ cuộc. Chị đã luôn luôn theo sát và động viên cũng như chia sẻ về cái công việc tại AA. Đến tháng 9 năm 2022 thì chị Phương Anh đã thành công mời được Tiên lên văn phòng AA Exchange Hạ Long. Và mình nhận thấy đặc AA có một cái điều gì đó vô cùng giá trị để có thể mang lại cho chị ấy một cái sự nghiệp. Thì đó là một cái điều mà Tiên cảm nhận được và Tiên đã quyết định gia nhập AA từ đó. Cái điều mà Tiên nể phục nhất nha, đó là cái tác phong làm việc của chị Phương Anh. Bởi vì chị là người mà đến sớm nhất vào phòng và ngày nào cũng như ngày nào. Vậy nên là đội ngũ của Exchange Hạ Long luôn luôn có cái tỷ lệ show up rất là cao, hầu như đạt đến 100% tỷ lệ show up. Thứ hai đó là cái cách mà chị Phương Anh xây dựng cái thương hiệu cá nhân. Mọi người thường thì sẽ hay nghĩ rằng là tôi cứ làm tốt là được đúng không ạ? Nhưng mà cái việc mình xây dựng một cái thương hiệu cá nhân tốt ấy thì nó sẽ đáp ứng rất là nhiều điều, mang lại rất là nhiều cái hiệu suất trong công việc của mình. Thì chị Phương Anh là một người xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội rất tốt. Từ đó mà tạo cho tất cả những người leader cũng như là XP, tức là những bạn chuyên viên ấy, nhìn nhận thấy rằng là mình cần phải tạo dựng cái thương hiệu cá nhân để làm sao thị trường Hạ Long có thể biết đến được các bạn là ai, rồi AAA Exchange là ai. Nếu mà có một lời nhắn gửi ấy, thì điều đầu tiên đó là lời cảm ơn. Cảm ơn bởi vì chị đã cho Tiên một cơ hội làm việc tại AAA. Và điều thứ hai đó là chị ơi, chị hãy vẫn giữ vững cái lòng tin của mình, giữ vững cái niềm tin, nhiệt huyết trong công việc để luôn luôn đúng với câu nói mà chị đã nói với em rằng người dẫn dắt thật sự là người dẫn dắt người khác đi đúng hướng, không chỉ đi nhanh. Một lời nhắn mà Phương Anh muốn dành cho các ứng viên quan tâm đến bảo hiểm nhân thọ đó là các bạn hãy tự tin, mạnh mẽ bước ra khỏi vùng an toàn để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của mình. Khi mà bạn bắt đầu thì bạn đã thành công một nửa rồi và nửa còn lại là AA Việt Nam No.